Có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh đem về là em phải ở nhà nấu cơm giặt giũ rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt anh mệt phụ nhau vào làm, chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bắt nó ra trường này nọ đó. Thì anh cũng chia sẻ thẳng cái tuổi của mình nó cũng không không còn trẻ nữa, cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định đã tìm hiểu mình sẽ tiến tới, bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao, khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn Bắt đầu sàng đi rồi. em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Rồi, Vân, xin cùng bạn chào. nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận, mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với Chú cả luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ Chú vâng, luôn. chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Vậy hả? Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, Con và nhà gái. con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm Còn yếu? về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh, tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn Vậy nó đó hả? hơi khó chịu. Dạ hả? Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô, con bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, chào nó không cười là chú. nhìn nó khó chịu liền Đâu không cười coi. Đó. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn quạo quá. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Nhưng cười Bằng mọi hoài cách cũng hơi cười kỳ. hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối Mối tình tình thứ hai là từ năm 27. mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bà không chi tiền đúng không? Làm vì, chung công vì ty không chi vì con tiền. sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình Con có mấy mối tình nè. có mấy mối tình rồi? Dạ con khoảng 4 năm mối tình. Trời. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Chết luôn. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ nói chung là không hợp thì không 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 có duyên thì không có tiến Mối xa được dài nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng Để lâu yêu lắm cũng à. sớm á, yêu sớm Yêu chứ sớm không phải. Rồi bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung Cái đó thủy. là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình Đúng rồi. thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con. Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là soái ca gì hết, thì chỉ gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành ưa nhìn Con á. thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có Thôi hiền thôi, không. ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao, chứ giờ mới gặp sao Chào biết được. con. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không?
Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi trời thấp ơi. Mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ được gây lộn với ông nha, nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao, con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh thôi. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok Cương, anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình, rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Chào em. Chào em, anh có món quà. Mình tặng quà đi con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời? Cái này là hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Dạ. Em sợ, có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp, chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cui te cho nè. Có một người. Hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai và một người con gái. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui, biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó
ta làm 5:30 là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á, mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường. Cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy. Cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cả. Hát một câu rồi đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. 2, 3, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi, và làm việc theo pháp luật nghe. Ta chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Có mẫu người lý tưởng nào đưa ra cho nó dễ hình dung không? Những người phụ nữ hiện đại. Hiện đại không? Dạ. Qua coi mặt ha. Dạ. Chào chị. Cao mấy bảy hả? Mấy bảy đúng luôn hả chị? Có tiền lấy vợ là đúng không? Dạ được. Kinh doanh lên. Rồi mời em ngồi. Dạ cảm ơn. Em nay nhiêu tuổi rồi? À, em năm nay 28 tuổi. 28? Có chồng chưa? Có bồ chưa? Có, sao em dám đến đây được? Làm nghề gì? Em kinh doanh. Kinh doanh tên là gì? Sản xuất hàng thời trang anh. Em tên sản xuất hàng thời trang.
Em tên là Thiên Lộc. Thiên Lộc. Rồi, tên rất là dễ nhớ ha. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra phía trước. Đây, mời em ngồi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh cùng tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, năm nay em 25 tuổi. Phượng đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm thư ký cho dự án của công ty xây dựng ạ. Rồi, 25 tuổi dạ. Mà xinh xắn như vậy, tại sao không có bạn trai? Tại kén chọn thôi. Đừng có vô duyên để hỏi người ta. Dạ, không có kén anh Linh. Đó. Không kén sao giờ 25 tuổi chưa có người yêu? Em chỉ đang trong giai đoạn cân nhắc và lựa chọn. Cân nhắc lựa chọn Vậy thì cái tiêu chuẩn để mà em lựa chọn là như thế nào? Em nhìn có đôi gút này nó cao thôi chứ em lùn xuống à. Nên em chọn mấy bạn nam ít nhất là phải cao 1m7 trở lên. Đấy, 1m6, 1m5 cũng được, miễn sao tao yêu mình được rồi. Có 1m6 rồi chị Tường ơi. Để người ta kén chọn rồi, còn tiêu chuẩn gì nữa? Có chỉ cầu tiến á chị. Rồi, thích bao nhiêu tuổi? Nằm trong hai độ tuổi 85 hoặc là 86. Lý do? Dạ, tại vì em hợp với hai tuổi đó. Trời đất ơi. Là sao? Em tuổi gì? Em Canh Ngọ. Dạ. 85, 86 là con gì? Dạ, tuổi Sửu với tuổi Dần. Đi coi thầy á hả? Dạ, không có coi chị. Nói chung là em chỉ hợp với hai tuổi đó thôi à. Sao em biết? Coi sách. Hồi đó giờ em có quen, em có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ, chưa. Ủa, bạn trai bên kia tuổi con gì? Cọp. 87. 86. Rồi, vô. Vô. Vô luôn. 87 là tôi mời đi về nha. Dạ, 86 được chưa? Tuổi được, nhưng mà cái đó chưa phải quyết định chị, còn tính tình nữa. Rồi, thấy không? Rồi, khó chịu tục. Nữa. Rồi, còn gì nữa không? Kén quá em ơi. Quá kén luôn. Kén mà, không có kén. Rồi, bây giờ bản thân em là em có cái điểm mạnh gì mà em tự tin dữ vậy? Dạ, em nói gì rồi, em không có kén, em chỉ đang cân nhắc. Rồi, cân nhắc, cân nhắc. Mà hiện giờ có bao nhiêu đối tượng để cân nhắc rồi? Dạ, nói đi. Cũng khá khá. Mà chưa có ai vô chung kết xếp hạng hết. Dạ chưa. Bữa nay tuyển thẳng vô vòng trong luôn nè. Khá khá rồi, nó khá khá rồi nha. Có gì đặc biệt mới tuyển được chứ chị? Bạn Nam ơi, bạn có cái gì đặc biệt không? Đầy luôn. Đầy luôn, giới thiệu vài cái bên đây nghe sợ chơi coi. Thường thôi, cầu tiến có, chiều cao có. Nhiêu? 1m7 à. Rồi được có rồi. Đẹp không? Em thích đẹp lắm chị. Đẹp không? Đẹp bao luôn. Sao cái chữ không đẹp mà nhỏ xíu vậy? Tự tin đẹp xong đẹp. Nói khiêm tốn vậy thôi chứ đây đẹp. Chúc cho người ta bất ngờ anh. Đúng rồi. Bây giờ mình đó là yêu cầu vậy đó. Còn nhưng bạn mà... yêu cầu gì không? Bạn gái cũng phải nói chung là chút lên lại. Quá lạnh. Quá lạnh luôn. Nói nhiều. Quá nhiều luôn. Có chút nhõng nhẽo. Quá nhõng. À, có à. Có không? Từ từ đi biết. Từ từ đi rồi biết rồi đó. Nghe rồi. Gì nữa em? Bạn có ham thích kinh doanh không? Kinh doanh gì mới được? Đầm thời trang. Đầm thời trang. Dạ cái đó được. Ủa con trai tự nhiên lo may đầm cho con gái hả? Công việc đó của gia đình. Bạn có may không? Không, em không có may. Ủa nhưng mà sao thấy em đơn giản nó vậy? Cái gì em cũng được hết mà sao em ế? Hụt mấy lần rồi giờ ế luôn. Mấy lần là mấy lần? 3 lần rồi. Ủa tại sao hụt? Tại cầu tiến. Lo đi làm không mà bỏ người yêu giận, người yêu đi lấy chồng. À, bán áo đầm được bao lâu rồi? Mới có nửa năm mà chị ơi. Để dành được nhiêu tiền rồi? Cũng đủ mua đất mua nhà rồi. Vậy câu hỏi cuối cùng là không thích cái gì ở bạn trai của mình? Gia trưởng chị. Gia trưởng. Bảo thủ. Bảo thủ. Dạ. Bạn trai bên kia có gia trưởng không? Bên em rất là thoải mái chị ơi. Rồi bây giờ bên đây nếu mà yêu cầu cưới liền thì đáp ứng được không? Cưới liền. Cưới liền luôn chị ơi. Bạn không thích điều gì ở người phụ nữ? Không được sạch sẽ lắm. Ừ, giờ làm gì có. Cái thứ hai là làm biến. Cái thứ ba là không chân thật trong tình yêu. Trời, có làm biến không? Bạn tự cảm nhận. Dạ, em tự nhận xét là mình không phải người làm biến. Em ghét ở dơ lắm. Trời, vậy bạn trai, bây giờ bạn thích cho bạn gái điểm gì? Bạn thu qua tôi coi được không nè. Nói chung là vui vẻ. Vui. Cởi mở. Rồi. Có khiếu thẩm mỹ, biết làm đẹp. Sao nhiều quá vậy? Bạn có thần tượng ai không? Có mẫu người lý tưởng nào đưa ra cho nó dễ hình dung không? Những người phụ nữ hiện đại. Hiện đại không? Dạ. Qua coi mặt ha. Dạ. Chào chị. Cao 1m7 hả? 1m7 đúng luôn á chị. Có tiền lấy vợ rồi đúng không? Dạ được. Kinh doanh đang thành công. Cũng được. Lấy túi nồng. Lấy nhau về ở đâu? Ở nhà ba mẹ. Ở nhà ba mẹ. Tại vì nhà về ba mẹ còn có mình ba mẹ à. Còn rồi. Một đó. Rủi về ba mẹ không chịu thì sao? Ba mẹ cưng con dâu lắm. Cưng lắm. Nhất là nhõng nhẽo á. Cưng lắm. Cưng lắm. Tại có một lần rồi. Bé này gì vậy trời? Để tôi khai thác coi. Bé này nhõng nhẽo lắm. Về mẹ chồng cưng phải không? Nhưng mà nó làm điệu lắm, có thích gái đi làm điệu đẹp đồ không? Công việc của em là làm đẹp cho phụ nữ.
thành ra là trước khi mà làm đẹp cho người ta thì làm đẹp cho người yêu mình, cho vợ mình. Giờ hỏi câu cuối nè, kinh doanh đầm đúng không? Đúng. Đầm mới về là cho vợ bận trước hay là bán ế cái nào mới cho vợ mặc cái đó? Cho vợ mặc trước vậy đẹp rồi em mới đem đi bán. À vậy được rồi đó, thấy được rồi đó, mà không biết bên đây được hay không à. Được không? Đẹp trai không hả? Trời ơi khó nói quá. Cái đẹp này nhiều khi có người thấy đẹp và người thấy không đẹp, giờ hỏi tôi sao tôi biết được được trời. Chào anh. Chào em. Lanh dữ rồi nha. Đẹp cỡ Linh, Linh vậy đó anh. Lanh bình thường. Ở bên đây mà trả treo của tôi bên kia. Đâu dám trả treo đâu. Trời ơi thấy ghét không? Ta thắc mắc con câu hỏi bên kia đẹp trai không? Hả? Đẹp trai không? Đẹp trai. Bao ăn luôn. Ôi, bao ăn luôn. Giống như sầu riêng hộp lép vậy. Bạn thích trai đẹp không? Nói thì nói vui là thích vậy thôi anh. Nhưng mà quan trọng là ngoài cái đẹp đó ra còn nhiều thứ quyết định lắm, nhất là tính cách. Ông này ông kén tròn chưa? Nói về cái mặt mua sò. Vậy là hiểu anh Linh à? Em muốn lấy chồng rồi. Hả? Trên mặt em chỗ nào có lấy chồng anh? Rõ thấy không? Thả theo dễ sợ, tao nói nhỏ đây cũng kêu nó cũng nghe nữa. Rồi bây giờ á, kéo màn lên cho hai người gặp nhau đi. Cặp này lanh lắm nè. Dễ thương lắm. Lanh lắm. Hả? Cảm giác sao? Giọng nói mình nó thấy sao? Dễ thương lắm anh. Thương không có dễ đâu cưng. Rồi. Đây, khoan, từ từ. Khoan hoài, cho người ta nhìn đi khoan hoài. Dạ chào anh. Chào Phượng. Mình có món quà tặng bạn làm kỷ niệm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh có thể đeo được cho em không? Hả? Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Anh mong là sau lần này thì ngày này năm sau dài dài nữa anh có cơ hội tặng em được nữa, được không? Dạ đấy. Rồi phải rồi, đừng mỉm mà cười rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Qua đây nè em. Em hỏi đi. Dạ anh có muốn gì anh hỏi đi. Anh thì không có hỏi gì hết á. Anh thấy tối nay em rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Tối đầu tối trời chưa có tối mà chiều, không chiều. Sao nắng em lanh lắm mà bây giờ em... Thì lanh tùy chỗ thôi, đâu phải lúc nào cũng lanh. Gặp anh là đứng hình rồi phải không? Thôi rồi, ngày đó không chắc anh ơi. Anh thì thật sự thì không có đẹp trai như là cái mẫu người của em. Nhưng mà khi mà quen anh thì có nhiều cái để anh bù lại cái đó lắm. Ví dụ như là anh rất là thương người yêu. Dạ. Nghĩ về người yêu. Và anh sống rất là có cái trách nhiệm. Em nghĩ là người đàn ông có trách nhiệm là rất là tốt. Em không thích mấy người không có trách nhiệm với gia đình. Và cái cảm nhận đầu tiên nhìn thấy ảnh sao? Ảnh khá là lanh. Trong tương lai thì em nghĩ anh có thể làm người yêu của em được không? Cái này chuyện tương lai thì phải để tương lai quyết định chứ anh. Thì theo cái mẫu người yêu lý tưởng của em á, thì ảnh có được hay không? Có tiềm năng hay có tiềm năng á. Dạ dạ tiềm năng. Vậy mình nhấn nút nha. Trời trắng trọn vậy luôn. Không, anh thì cũng thật sự thì cũng rất là thẳng thắn, thích dạ. Thẳng thắn rồi. Dạ. Hỏi gì ảnh hỏi đi. Dạ em không hỏi đâu chị. Nhìn vô mà. Em cảm nhận ảnh thế nào? Dạ cũng duyên. Hai người nhìn thẳng vô mắt nhau kìa. Rồi ưng chưa, đủ vậy là hợp nhìn chưa? Con còn sao tôi cho nhấn nút, hai người nhìn đi. Nhìn nè. Ủa bà lanh giờ bà mất cỡ kìa. Đó hả? Cái này chắc điện thốt rồi anh ơi. Đỏ luôn kìa. Da đen lắm không sợ đỏ. Rồi bây giờ hỏi được rồi chừng nào cưới. Dạ. Em có gấp chuyện đó không? Dạ không. Anh gấp lắm á. Thấy có xét đánh chưa? Dạ không. Không hả? Dạ. Bên kia xét đánh chưa? Nãy giờ em rung quá, giờ em không biết là xét hay là mình rung nữa. Bảo luôn rồi. Hết giờ. Rồi, giờ để tay ra sau đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một. Khoan. Cho em nói một câu. Nhấn phong. Không. Sau mấy phút trải nghiệm, bây giờ là lúc lắng động. Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Thế này... anh là kêu em đừng nhấn hay nhấn? Nhấn đi. 2 3. Cái này tôi phỏng vấn chút xíu coi. Chị á, là cái cảm nhận của phụ nữ đó. Dạ. Em phải nói thiệt, nãy giờ là em định không có bấm đúng không? Cái này mình để bí mật đi chị. Nhìn tôi nhìn thấy trúng tim gan người ta, đàn ông đàng hoàng nghiêm chỉnh đó. Dạ. Em không bấm là chị cũng bấm nữa. Bảo em biết chị bấm nên em bấm đó phải không? Đó, bấm rồi thì phải giữ nha không? Sao nắm tay? Thôi, cái đó để từ từ ấy. Đâu làm liền vậy được. Quà thì nhận mà nắm. Không lẽ nhận quà là phải nắm tay hả chị? Rồi thôi được rồi, đồng ý mời hai người xuống dưới. Dạ không chị, các lần em không muốn lớn hơn quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không?
Không. Có không? À, thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Trang Linh Tây Tôn. Ai? Trang Linh Tây Tôn á chị. Cái anh đóng phim Đầu Bao á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao động ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Wow, chào em. Tay này được á nha, ngầu quá nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn Nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. À, chào bạn nữ. Chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ, em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăng Lê vào trường anh. Có mà dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Rồi sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. Nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau. Với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? À, thí dụ như em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú nha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương. Và em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à. Tính của em cũng hơi bị con trai á chị. Không có được nữ tính á. Cỡ chị cắt được. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói gì cái buồn em. Chị nữ tính lắm. Chị cá tính hơn. Em cũng nữ tính thôi. Giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình. Bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. À, em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình. À, em hơi bị lười đi chơi á chị. Ví dụ mà đi gần thì đi, còn hả rủ đi mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ chứ không đi. Người quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ á chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Thử khúc đi, vỗ tay đi cái gì. Now to meet you where you've been, I could show you incredible things. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bạn gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. À, sẽ em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không nhận nữa nha, lúc nhìn dễ thương đẹp trai nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi. Em tính sao để coi ảnh có chỉnh được không? Chỉnh là ủa, sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu nổi anh ơi. Chịu nổi gì? Nói vậy dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ lên. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không chị Cát Tường, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? À, em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? À, không. Có không? À, thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Trang Linh Tây Tôm. Ai? Trang Linh Tây Tôm á chị. Cái anh đóng phim Đờ Vao á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao động ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung.
Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có 6 múi. Rồi, đẹp trai mà có 6 múi. Anh có 1 múi à? 6 múi cỡ Phạm Văn Mắt được không? Dạ thôi. Thôi để 6 múi đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 múi thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 múi? Tập cái bụng thôi. Có múi nào không em? Dạ em có 4 múi vậy ơi. 4 à hả? Mà hồi xưa nó 4 múi, bây giờ nó còn lại con múi à. Gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? À, có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. Còn bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bữa nay tao thích 6 múi nè. Dạy gì, nghĩa vụ quân sự hả? Thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái lần vậy. Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái đi. Chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy cái. Kiểm tra mem anh lên. Thôi không nổi đâu. Bây giờ mấy cái tính tới. Thể lực. Ủa, thiệt luôn nha. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 thiệt luôn hả? Thiệt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tiếp tục. 21 cố lên. 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi, quá dữ. Nó chơi làm việc luôn vậy đó hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói rồi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Hôm nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hoàng Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương, được. Anh em thì hơi hiền, chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. À, có bạn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ. Nha. Được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu mình đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. Thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây rồi. Muốn lắm rồi ha. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau. Bắt đầu. Anh tặng em. À, hoa nó lại tự làm đó hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy nhớ tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời, hoa đẹp quá vậy, làm bằng cái gì vậy ta? Làm bằng tăm tre chị. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố, ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì anh rủ đi chơi rồi đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là em thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt em. Anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi gì mình bấm nha. Ngôn dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Mà có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào, thử cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi. Không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn. Em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy.
Bạn bạn trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Nhưng mà làm sao chịu? Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hồi nãy em chia sẻ thiếu, ví dụ khuyết điểm á là bình thường á, lúc mà đi làm á thì khá là cũng cứng rắn, cũng đàng hoàng, lịch sự. Nhưng mà khi mà yêu á thì hơi con nít lắm. Cái đó cũng dễ thương thôi. Dạ. Không có vấn đề gì. Nên khi mà em tìm người yêu á thì em muốn tìm một người trưởng thành chín chắn một chút. Để nhiều khi là thứ nhất là có thể nhường nhịn em, thứ hai á là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á thì người đó sẽ chỉ cho em. Chín chắn trưởng thành, khiêm tốn một chút, hòa nhã. Chín chắn trưởng thành khiêm tốn. Dạ, không có ba hoa, không có, em không thích người ba hoa lắm anh. Sao không trai? Thì em cứ yên tâm. Thì anh á thật chắc á thì anh là một người cũng rất là điềm đạm, anh này cũng sống đôi lúc á. Thì ở tuổi này anh cũng thích quen, là tại vì đôi lúc cũng hơi nội tâm tí xíu. Anh thì thích chia sẻ những gì gọi là trong công việc con này kia để bài cho mấy em nó làm tốt thôi. Còn vấn đề vật chất hay vấn đề gì khác thì anh không có, ví dụ mà giống như em nói là khoe khoang hay vấn đề gì. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi, anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt được, anh nghĩ là sẽ không tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Em trẻ con quá có được không? Anh nghĩ là anh lớn như vậy, anh trưởng thành như vậy á thì anh có chiều được cái tính trẻ con rồi hay khóc nít ướt? Đối với anh á, tình yêu thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa được cái khuyết điểm đó hay không anh. Nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt khoảng gì đó, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Rồi bây giờ bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh chị Huyền Linh cùng bạn nam ạ, và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Thành Nguyễn Thị Thành, sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh, hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào là chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên đầy đủ là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984 tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng. Em đang làm ở phòng quản lý dự án đấu thầu cho một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 ạ chị. Quận 7? Còn quê mình ở đâu? Chào, quê em ở An Giang chị. Quê An Giang làm quận 7. Dạ. Một người An Giang, một người Hà Tĩnh ha. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha, một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Thế thì mình trao đổi với nhau đi, một tuần hay là bao lâu mình sẽ gặp nhau được một lần? Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Dạ, khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và chịu khó. Nghĩ cũng phải sự nhiệt tình, nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận 7 Đồng Nai cũng khó gì lắm. Dạ, nhưng mà đó là anh Quyền Linh nói, còn ấy bạn trai như thế nào thì... Thì theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng là tình yêu của mình có đủ lớn hay không? Thì y như tôi. Nếu mà anh á thì cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây. Không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? Đây là dưới Đồng Nai, đây là thành phố Hồ Chí Minh đó hả? Dạ đúng ạ. Em có chịu lên thành phố sống không nếu như mà yêu nhau? Dạ, điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Tại vì hiện tại là em làm ở Nhân Trạch, nhưng mà hàng ngày em di chuyển bằng xe đưa rước. Và công ty em cũng có chi nhánh ở trên đây và có tuyến xe đưa rước từ Sài Gòn về tới Nhân Trạch đó anh. Trời ơi, có cái gì đâu mà bàn. Sài Gòn, Nhân Trạch, thành phố Hồ Chí Minh, Nhân Trạch nó rất là gần. Chuẩn bị người ta làm cầu cắt lái là xong, nối liền hai bờ vui thôi. Nhưng mà ý anh trai nói giả tỷ mốt mà mình có lấy nhau á, em có về thành phố Hồ Chí Minh sống được luôn không? Yêu đang yêu nhau là còn đi về. Tưởng đâu là ở Hà Tĩnh hay là ở đâu xa chứ. Ở chung một nơi, dạ. Đúng không? Được không? Dạ được ạ. Được đó, này đâu không có cần nhà, phải cửa là được khoăn cái gì trơn á. Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh nó quá gần với nhau mà. Dạ nhưng mà anh ấy quê ở An Giang nhưng mà hiện tại là anh đang sống ở Sài Gòn hay sao ạ? Đúng rồi. Sống một mình hay là cả gia đình ạ? Anh sống một mình em ạ. Dạ.
Hai chồng em mốt lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn, mua nhà. Anh lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mà anh đâu có về An Giang đâu. Được không? Phải về thăm chứ anh không lẽ có. Đương nhiên rồi, thăm thì phải về chứ. Dạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi, anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Rồi, bây giờ thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Qua chia sẻ với nhau đi, điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Nhiệt tình trong công việc và cuộc sống. Rồi. Và cũng có khả năng xoay sở tốt trong các tình huống công việc. Còn biết điểm. Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều. Em hay quên, hay khóc, lề mề. Ai làm gì em khóc? Nhiều khi không làm gì, nhiều khi em coi phim á. Ví dụ như khúc này đang vui lắm, tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc. Dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ đi làm mệt á, mà đi làm mệt mà còn tăng ca hay là nhiều việc á, áp lực á chị. Thì khóc. Tự nhiên khóc. Khóc thì nó đỡ áp lực. Khóc giống như mình giải tỏa vậy thôi chứ. À, còn đó là cũng là một cách để giảm stress trong công việc đúng không? Dạ. Cũng tốt thôi, đâu có gì đâu khuyết điểm. Dạ. Với lại ví dụ như là mình quen người yêu á, mà đi làm về mệt, mình thấy gặp mà mặt chuột à, không có nói năng gì hết á, cũng khóc. Ừ. Bực bội quá khóc. Đúng rồi chị. Nhìn mặt lơ lơ á, tự nhiên khóc à. Tủi thân quá, khóc luôn. Dạ đúng rồi. Cỡ nào cũng khóc. Nói chung là cô gái bên kia mau nước mắt. Rồi. Hả? Dạ. Anh trai thì sao nè? Ưu điểm của em là gì? Dạ, nói về tính cách á thì mọi người trong công ty cũng như anh em là nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Em thì rất thân thiện với mọi người, em cũng hay giúp đỡ, san sẻ công việc với anh em. Về ưu điểm thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ. Do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất tốt. Khuyết điểm. Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao. Do đó nhiều khi tập trung công việc chứ hay chơi thể thao rồi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. À. Dạ. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Em thì thời đại học thì em cũng có khoảng 2 mối tình. Ở đi lúc học mà, lâu lắm hả? Dạ. Lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có mối tình, nhưng mà mối tình đó cũng gọi là sâu sắc và đáng nhớ với em. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi em mới nói với người đó là em sẽ học ngành xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Mà em cũng không biết nguyên nhân, em mới hỏi bạn đó là, mà nó nói là do là chắc là em không thích yêu xa á chị, sợ giống như em thay đổi. Nhưng mà thật chất người em này sống rất là thân thiện và biết chia sẻ với bạn gái. Rồi sao cô gái nói xong rồi chia tay luôn hả? Dạ, bạn đó thì cũng bằng tuổi em nhưng mà tính rất là cương quyết và dứt khoát ạ. Như vậy. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy, tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại sự... vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Em thì lúc đó em cũng đăng ký là thi sư phạm nhưng mà em cũng đậu 2 trường nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em là như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại rồi. Em nghĩ cái ngành này á, thì dễ kiếm việc và có thể phát triển tương lai nó xa hơn, có thể sau này chăm sóc hết với gia đình nó chu đáo hơn vậy. Rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất đó là cách đây 5 tháng, quen được 5 tháng, chia tay được 5 tháng. Ồ, lý do tại sao chia tay? Dạ, do là thời gian tìm hiểu cũng ngắn, xong rồi cũng chưa có thật sự là hiểu nhau, nói chung là... Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi anh Quỳnh Linh. 5 rưỡi nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà. Thì khi mà về nhà rồi mình đi làm á, bắt đầu cái công việc mới, nhiều thứ áp lực á, cũng thêm là yêu xa nữa. Mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen. Nên sau nhiều lần ghen tuông cãi vã thì... Mệt mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Vậy thì hai bạn kể chuyện để chi chúng ta rút kinh nghiệm những cái gì mà chúng ta đã vướng phải đó, để mình đừng nên gọi là gặp nữa đúng không?
Bây giờ mai mốt thì á đừng có ghen nè, bên kia bởi vì ghen là chia tay, bên đây là gọi là đừng có bắt người ta phải làm theo ý mình nữa, đúng không? Nếu mà làm theo ý mình cứ bắt ta đi học cái này mà ta thích học cái kia thì cũng không được. Thôi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc tình mới. Em muốn nói gì em nói đi. Dạ, em muốn hỏi bạn Nam là khi mà cái người yêu cũ của anh muốn chia tay á thì anh đã làm cái gì để bạn ấy suy nghĩ lại, hay là anh có làm gì không, hay là có em. Anh cũng giải thích rất là nhiều. Nhưng mà tính bạn ấy thì đã quyết giống rất là quyết đoán. Và anh mặc dù anh có giải thích rất là nhiều nhưng mà bạn ấy cũng vẫn quyết định. Tại anh tôn trọng cái quyết định của bạn ấy, tại vì con đường thì do người ta lựa chọn mà, mình đâu ép cái suy nghĩ của người ta được. Dạ. Mặc dù anh cứ cố gắng hết sức là cũng giải thích như vậy nhưng mà bạn ấy vẫn coi như đã cố gắng hết sức nhưng mà đành phải chịu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hồi nãy em chia sẻ thiếu cái dụ khuyết điểm á, là bình thường á lúc mà đi làm á thì khá là cũng cứng rắn, cũng đàng hoàng, lịch sự. Nhưng mà khi mà yêu á thì hơi con nít lắm. Cái đó cũng dễ thương thôi. Dạ. Không có vấn đề gì. Nên khi mà em tìm người yêu á thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút. Để nhiều khi là thứ nhất á là có thể nhường nhịn em. Thứ hai á là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á thì người đó sẽ chỉ cho em. Chín chắn, trưởng thành, khiêm tốn một chút, hòa nhã. Chín không... chắn, trưởng thành, khiêm tốn. Dạ, không có ba hoa khó lắm, em không thích người ba hoa lắm anh. Sao không trai? Em cứ yên tâm. Thì anh thật chất thì anh là một người cũng rất là điềm đạm. Anh này cũng sống đôi lúc á. Thì ở tuổi này anh cũng ít quen là tại đôi lúc cũng hơi nội tâm tí xíu. Anh thì thích chia sẻ những gì gọi là trong công việc con này kia để bài cho mấy em nó làm tốt thôi. Còn vấn đề vật chất hay vấn đề gì khác thì anh không có, ví dụ mà giống như em nói là khoe khoang hay vấn đề gì. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi, anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt được, anh nghĩ là sẽ không tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Em trẻ con quá có được không? Anh nghĩ là anh lớn như vậy, anh trưởng thành như vậy ấy thì anh có chiều được cái tính trẻ con rồi hay khóc nít ướt này. Đối với anh tình yêu thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa đựng cái khuyết điểm đó hay không anh. Nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt hoặc gì đó, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Dạ. Đôi lúc yêu nhau thì mình trẻ con, mình khóc lóc rồi cũng vui, nó thêm cái gia vị cho tình yêu. Nhưng mà khi mà mình nhiều khi lấy nhau rồi, áp lực công việc, con cái mà lúc nào em cũng con nít em nhõng nhẽo hết thì nhiều khi căng thẳng quá người ta sẽ mệt mỏi, là người ta sẽ sực lại luôn. Dạ không chị. Nó tùy lúc. Người ta đang quạo mình cứ đúng rồi. Đúng rồi, phải tùy lúc thôi, cái đó là ăn thua mình nữa. Dạ. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, về ngoại hình đó thì nhưng mà bạn gái thì giống người căng đó thôi, cao khoảng 1m58 đến 62 cũng được. Em thì thích bạn gái có sống mũi cao và da trắng à. Còn về tính tình thì em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mà này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia đang nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì có một đôi nét thì nói chuyện cũng thấy cũng hiện đại. Em thấy là tính cũng hơi tính, nói chuyện cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Ấm áp ha. Dạ. Nhưng cô gái bên kia rất là cá tính đó nha. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn đó. Để anh Quang có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không. Hả? Em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Rồi. Ngoại hình đó, ngoại hình đó. Ngoại hình. Là cao hơn em khoảng 5cm. Là chắc chắn cao hơn. Dạ. Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Dạ. Không khó nha. Hả? Dạ không ạ. Có hồi mà nhìn lâu dữ vậy. Anh người lớn biết sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thường thông minh lắm. Mấy người thông minh là dễ dụ, mình dễ bị dụ lắm. Trời ơi.
Lấy có người bạn đời thông minh là tốt chứ. Nhưng mà người ta dụ mình á anh. Dụ mình gì đâu. Từ khi mình cho người ta dụ, đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu, đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy, mình nghe vậy, mình bị dắt á anh. Không, dở ẹt. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt, đúng không? Cha thông minh thì con cũng thông minh, mà gia đình thông minh thì sẽ rất là... Nhưng mà cha với con thông minh, cái mẹ cái bị lép với... Trời ơi, vậy biết em muốn nói cha với con không thông minh để em thông minh hả? Đều nhau chứ. Thôi cũng được, thôi tôi chịu cô rồi đó. Cũng muốn thông minh đều hết, đúng không? Có cầu tiến vậy, đúng không? Ngu ngu đều, thông minh đều hết. Chứ không có ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Dạ. Không có ngu thì phải thông minh. Dạ, thông minh vừa vừa bình thông minh thì phải hói. Nó theo cái nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha. Dạ. Nó là cái... giống như là ai không hói không thông minh vậy hả? Mệt ghê. Không, người ta suy nghĩ nhiều, người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự. Bụng bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia cũng bụng bự luôn hả anh? Không, anh ý là nói anh á. Nói vui vậy thôi, chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương, chân thành luôn. Được chưa? Xong mà mới nói chuyện được một chút mà anh Nguyễn Linh biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Nhìn qua một cái là anh biết là con trai con gái liền á. Rồi lý qua, bay qua anh biết rồi được từ cái luôn. Thì em mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh Tùy Linh. Bắt đền anh. Dạ. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng lắm, bắt đền anh. Yên tâm đi, với kinh nghiệm của anh đây là... thôi nha, chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Thấy chưa? Dạ, chào chị Linh. Rồi, chào em. Dạ. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m68 ạ. 1m68, tôi phải coi kỹ để nay cô này cô bắt đền chết luôn á. Bắt đền không mai bà mối. Bây giờ nếu được thì chuyện nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm? Dạ. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, đúng rồi. Có kế hoạch mua nhà rồi? Dạ, có. Khoảng bao lâu nữa thì mình mua được? Thì sau khi ký xong khoảng 1 đến 2 năm lại. 2 năm nữa dạ. Mua. Mình có cái điều gì mình không thích ở người bạn gái không? Em thì nếu không thích thì em quan trọng nhất là cái sự thủy chung và thủy sống không có giả dối thì em không thích. Thủy chung phải nên cái thật thà với nhau. Chỉ mọi tất cả mọi chuyện đều chia chứ nếu mà chia sẻ được thì sẽ giải quyết được. Còn nếu mà dối giếm rồi cái này kia thì em không thích. Nãy giờ em tưởng tượng cô gái bên đây là mình như thế nào? Thì em theo qua cách nói thì em thấy bạn ấy cũng hay cá tính. Nói chung là khi mà đã thật sự mà đã yêu nhau rồi thì những điểm đó thì em nghĩ là không quan trọng nữa. Tại vì có thể em có thể bù đắp cho những quyết định đấy. Rồi, lấy nhau về lập nghiệp ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em thì ngồi kiếm tiền, còn bạn gái thì giữ tiền. Rồi, em nghe rõ hết rồi ha. Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý hợp thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào tất cả các khán giả đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói Thành thích ước, nhưng mà thật sự là phụ nữ mà cần một sự quan tâm. Nếu mà không có được quan tâm thì mình buồn, mình khóc, nhưng mà thật sự với cái khóc của Thành là nó không có để cho chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi chứ cũng không chơi cho vui thôi, có nghĩa là đúng à. Có nghĩa là sau khi khóc đó thì điều phối lại được mình thôi, không có gì hết. Khóc mà tự nín cái trong công việc thì rất là tốt. Gia đình đó thì là một người đứa con rất là ngoan. Dạ, còn người em rất là tốt hơn. Theo chị á thì chị thấy bạn trai này á thì lúc đầu nói là quen Giang á, thì thật sự lúc đi đi thi á là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không là một vấn đề. Thành cần một người quan tâm, cần một người giống như che chở cho Thành. Với cái tính của Thành nó cũng có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con nào.
cái đó không có phải là gọi là tính trẻ con, mà như kiểu khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. À, chị thấy thì bạn này thì cũng được à, tìm theo hai em là tìm hiểu xem như thế nào. Chị thấy thì mặt về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó, còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Em với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship em. Với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship của em. Xin chào anh Vĩ Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Tôi tên là Nhã, trưởng phòng quản lý Phương. Về nhận xét về Phương á, thì Phương rất là vui vẻ. Nếu mà tiếp xúc lâu á, thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Ai cần thì giúp đỡ thì Phương rất là nhiệt tình giúp đỡ anh em. Còn về công việc đó thì Phương là làm việc rất tốt, là công việc đó là hoàn thành theo tiến độ. Còn về tất cả anh em công ty thì rất quý mến Phương. Phương có thể là một người đàn ông với gia đình đấy. Phương thì rất là có nhiều tài lẻ. Phương có thể là giúp đỡ anh em ai cần khó khăn thì Phương rất là nhiệt tình. Còn về bạn gái thì thấy là bạn gái rất là dễ thương. Qua cái trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau, thì anh mong được kiến thức. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau thì chúng ta trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. À, chúng ta qua đi. Nhẫn cỏ chào em hả hay gì? Dạ, xin phép anh đi với em. Dạ. Anh đưa tay đi. Sao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Tính tặng là em. Dạ. Dạ, em đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực. Nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Cuốn sách này là em đã đọc qua rồi chứ không phải sách mới nha. Anh thấy nó cũ thì anh đừng. Anh cảm ơn món quà của em. Thì thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Hát luôn, hát luôn, hát tặng bạn gái luôn. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Lấy cảm tình nào. Bắt đầu. Em hát cả cổ. Đó, nhìn bạn gái hát kìa. Cho mượn tay. Dạ. Cho mượn tay. Nằm lấy tay anh. Trời. Vô ngon, ngon, ngọt, ngọt, ngọt nè. Lại, giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nằm lấy tay nhau anh, trước em sau tao đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. Mười mấy năm qua lạc lòi thân diện xứ thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mãi trăng ngàn. Quá dữ, quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buôn tráng lệ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Rồi. Thôi ngồi đi bạn. Vô cái nắm tay là em liền ha. Sao, anh tưởng nào nắm tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn gái, bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt như mấy rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá. Theo anh nghĩ á, đây là lần đầu tiên và anh cũng
muốn để cho nhau một ấn tượng, và đầu tiên là em phải tạo được cái cảm xúc và cái ấn tượng với anh. Anh nghĩ là anh thấy em khi mà mở mắt lên thì anh thấy em rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là máu. Anh nghĩ là cũng đúng được mỗi người mà anh dạ, nhưng mà tặng là giá trị như vậy mà cái món quà này là em chuẩn bị sẵn, có ý nghĩa gì không? Ý em có em thì muốn để là một cái dấu ấn đầu tiên, nếu mà được sau này có thể tiến tới hôn nhân thì đó là cũng một cái kỷ vật để sau này giữa cha và mẹ gặp nhau trên số này vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mở màn lên mà em thấy cái người mà em không ưng trong bụng, em có móc món quà lại anh tặng không? Đã đến đây em nghĩ là em tự tin ở bản thân mình, và em cảm thấy là bạn nữ cũng tự tin, như là em nói là ai sẽ tặng. Nói chung là kéo màn lên ai cũng tặng hết. Dạ. Đúng không? Cái tấm lòng của mình mà dạ, bất kỳ ai có cái điều gì đến nó sẽ đến. Dạ. Đúng không trai? Rồi hiểu rồi ha. Mình bình thường thôi. Đừng có lo lắng chuyện gì cả. Thôi, đây là anh muốn có một cái kỷ niệm trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Không sao cả em. Cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Tại không sao hết. Chị cái vụ mà chia tay đời quá. Thì ra là cô lo chia tay anh đời quà. Trời ơi, sợ chia tay đời quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không, lúc đó tặng á thì có thể đòi chứ. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Bây giờ mình chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây giờ sao nè? Nói chuyện xong mới có gì nè. Dạ, lúc nãy em chưa kịp nói hết. Tại vì hồi hộp quá nên em chưa kịp bày tỏ hết. Bây giờ nói. Hồi nãy anh nói là anh là người khá là kỹ tính, sạch sẽ đúng không anh? Nhưng mà em thì em cảm thấy là em hơi lười. Hơi bê bối anh. Ví dụ như là những cái nhỏ nhặt thôi, ví dụ như là em ngủ mà trời lạnh quá mà em lười xếp mền á, sáng giờ em lười xếp mền lại á, em chỉ mở nửa cái chân à, mặc dù em rất là lạnh, lòi chân lòi tay á. Không, về vấn đề đó thì anh cũng thể lo được. Nếu mà về sống chung một nhà thì anh định kéo chân chứ có gì đâu mà khó. Anh có thể chăm sóc em được như ngày đó. Không, thấy là em nói là cái đó là một phần của cái sự lười của em á. Lười với lại hơi bừa bộn nữa. Ý anh thấy nói việc là đó. Lười tức nói không thành kéo cái chân nữa đúng không? Không dám mở chân bự ra để đắp vì sợ sáng mai phải gấp lại. Thì lười kéo cái chân. Dạ. Với lại chắc đồ đạc trong phòng cũng hơi bề bộn ha. Không chị. Không bề bộn lắm đâu. Chỉ là tại vì em thấy mẹ em hay la em á, là em lười, nhưng mà nhiều khi em cũng không biết là tại em lười thiệt hay là tại mẹ em quá kỹ tính luôn á. Cho anh hỏi em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Nếu mà bữa đó tinh thần vui hay là xuyên xuyên trong người thì mình chăm chút món ăn thì nó khác. Còn ví dụ bữa đó mình đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy là nấu cho qua vậy đó. Anh nghĩ thì nếu mà thật sự á về mà cưới nhau rồi á thì em biết nấu ăn thì càng tốt, nhưng anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp hay dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh cảm nhận được. Anh chỉ cần một người nấu ăn, tại vì khi anh làm mệt thì anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Dạ. Mặc dù anh làm được. Dạ. Nhưng mà nhiều khi á đây là bây giờ á là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Sao mà ỷ lại được em? Cái đó là anh nghĩ là tại vì cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Nhiều khi nghĩ là tại vì lúc độc thân mình khổ quá rồi, bây giờ mình lấy nó về mình phải trời ơi, lấy vợ rồi phải lấy ô xin đâu em. Lo anh quá. Anh thấy cái tư tưởng của em á là em hay lo xa quá nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà thật chất á, cuộc sống diễn ra thì em cứ theo tình hình thực tế. Tại vì anh nghĩ á, sống thì mình nên chia sẻ. Nếu mà em thật sự mà em có thương anh hoặc anh có thương em thì tất cả những việc đó không có là vấn đề gì của anh hết. Dạ. Em quên hỏi anh là anh ở quận 7. Anh làm ở quận 7 đúng không? Nhưng mà anh đúng ở đâu? Anh cũng ở quận 7 là cũng gần. Vậy thì mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Tại vì em không có thích hẹn hò qua điện thoại tin nhắn nữa. Cái đó nó không có thực tế, nhưng mình biết là người ta nói vậy, nghe vậy thôi chứ mình không có biết biểu cảm hay là mình không có quan sát được hết người ta, mình không có cảm nhận được ấy anh. Vâng, anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi, chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy
thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em một tuần một lần. Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà thì nhớ quá không vậy thì có thể một tuần ba lần không chừng. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em nữa? Anh thì chỉ hỏi là về quan điểm về tình yêu á, thì em nghĩ như thế nào? Với một ít kinh nghiệm cũng có thể dùng được thì em thấy là mình yêu á thì mình nên hiểu nhau nhiều, hiểu nhau, tin tưởng. Quan trọng trong tình yêu theo em là như vậy. Tại vì nhiều khi mình gặp cái người đó mình rất là thích, mình kiểu như là bị bỏ mùa vậy đó. Nhưng mà mình yêu lắm, mình gặp hoài, mình quấn quýt hoài luôn á, nhưng mà mình không có hiểu về người ta. Để khi một khi mà có một cái chuyện gì đó không hay xảy ra ấy, thì hai người sẽ rất là dễ đổ vỡ, tại vì không có tìm được tiếng nói chung. Đúng rồi. Theo anh đó thì có những gì mình nên trao đổi thật thà, thật lòng với nhau, rồi mình mới kết nối được hai cái tim với nhau được. Dạ. Nhưng mà hoặc em mà có những cái gì hoặc giấu trá hoặc không có thích chia sẻ thật lòng á, thì cái nhiều khi một người nam hay một người nữ vậy, em có phút mới mở người kia rất là lo ngại về cái mối quan hệ. Bây giờ anh muốn biết thêm về vấn đề thôi. Dạ. Em cũng nghĩ là vậy. Ngày hôm nay hai bạn gặp nhau cảm nhận về nhau như thế nào? Em thì lần đầu tiên gặp em thì qua cái nói thì thấy em cũng lanh lẹ, em thì rất là dễ thương. Và nếu mà có đọc cuốn sách này thì em nghĩ là anh nghĩ là cái em cũng cảm nhận một phần là cái tính cầu tiến và có một cái dự định trong tương lai, thì cũng tương đối hợp với cái sở thích của anh. Bạn gái xin lỗi với em hồi nãy em có tính hay quên ấy, mà em không nấu cá vàng đúng không? Dạ. Anh có anh giới thiệu lại tên giùm em quá. Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phương. Phương. Đúng. Dạ. Em tên gì anh nhớ không ạ? Em tên Thành. Dạ đúng rồi. Em cảm nhận về anh Phương như thế nào? Cái nhìn đầu tiên á thì đúng là anh rất là chín chắn, nhìn có vẻ chín chắn điềm đạm. Đúng như cái tiêu chí mà em đặt ra khi mà tham gia chương trình này. Mà thấy có vẻ cũng tình cảm, sống tình cảm. Rồi hết thời gian. Chúng ta trò chuyện khá nhiều. Một cô gái cũng hơi khó hiểu đấy. Một chàng trai thì rất là giản dị ha, chân thành. Anh nghĩ đây là một mẫu đàn ông của gia đình đó, theo kinh nghiệm nhìn của anh. Còn nếu mà em cảm giác mà có hiểu được cô gái, trái tim của rung động, thì chúng ta bấm nút. Cô gái cũng vậy, nếu mà thấy đây là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Đừng bấm vì tất cả điều gì nha. Coi như cái món quà đó cũng là một cái món quà bình thường thôi. Đừng có nghĩ vì món quà mà chúng ta bấm nút nha. Trái tim ta rung động rồi, và thấy đối phương là người để chúng ta tìm hiểu tiến tới hôn nhân thì ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm giác gì hết thì chúng ta không bấm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nha. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước đi. Nắm tay nào. Mày đừng ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có hung dữ đâu. Không có hung dữ nhưng mà anh thấy em sẽ ăn hiếp chàng trai này đấy. Nhìn vậy không phải vậy đâu anh. Vậy không phải vậy ha. Anh này nè. Hả? Anh này nè. Không, chân thành lắm em. Anh cũng có mắt nhìn người lắm, không phải anh bà con gì với này đâu, nhưng mà anh thấy ảnh là rất là chân thành. Sắc sảo lắm nè. Em là hơi sắc sảo. Trước sau. Khó hiểu luôn nha. Thôi nói gì thì chúng ta đã có duyên với nhau rồi. Nắm tay nhau thì phải sao nha. Ôm nhau. Đấy nhé. Không, không phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân, thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu bạn. Xin mời hai bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta
không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hôn nhưng mà vô rạp phim hôn lia liền. Ừ. Rồi, dù sao thì cũng chúc cho hai bạn gặp nhiều may mắn ha. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Và bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn, đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn, đó là một TV cao cấp, đỉnh cao công nghệ smartphone UBC TV trị giá 9 Smart triệu đồng. Smart TV. À, xin lỗi. Đây là một chiếc TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV điều khiển bằng giọng nói trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, chúng ta hãy tìm hiểu nhau thật kỹ và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm có tin vui báo cho chúng tôi nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ. Quà tặng nhiều.